ជាសួរបងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកណែនាំពីផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្ររបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរគឺជាប្រភេទអាហារបង្កប់ថែទាំសុខភាពគឺស្ពីរ៉ូណាស្ពីរ៉ូណាបងប្អូនអ្នកគាត់មានជំងឺឬដុំបាទឬដុំផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគីរោគស្ត្រីទូទៅក៏អាចសាក់ជំងឺស្ពីរ៉ូណាបានបងប្អូនឥឡូវគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសមែនតើ1គីឡូបានដល់4000ក្រុមញ៉ាំបានដល់មួយឆ្នាំ2គីឡូថែមជួ
lăng cái lỗ khạc, đang đai thông được lơi thông. Anh xa chỉ mua đầm nạp, thằng mình bán mà bảo ẩm ní bông bông anh sọ tự bay tự buôn cái lỗ. Hay xa nạp ở đầm nạp thằng mình đá, mùi bảo ẩm ní cứ đầm lái xăm sập tự lá, phì bảo học sắp, phì bảo thay cho nên bảo liệu. Bông bông này để con ca như chân năng hay ác cầu, ở bác xoay phần khết xoay cái liền, xa mà chẳng hiếng khuôn, còn anh xa chỉ mua nên chỉ nạp nắm tức năng xa thằng bọc, lực lưu xô xánh hùa màn. Mà cái chóc đầm lái xám sấp bị cái chóc học sấp bị cái chóc thang chú nên mà cái chóc liềm. Sát năng của đôi chiếc mà đọc đầm lái xám sấp bị đọc học sấp bị đọc thang chú nên mà đọc liềm liềm. Rốt là tập hoa là bó lực lưu xô xánh hùa cư mình cái xuông, cái cục cái xuông sắc khá bị bà. Chọc nâng miên ở nhà bác bó lực lưu xô xánh hùa cho đại. Xem ra bông ôn này có chăng mang cái đại chăn mà khăn ông phép xô xánh hùa. Tại sao mai nó sẽ ăn lế hay nâng lấy trụ sắp bó rung chặt tỏa. Nhưng thật là bà này bánh bánh miên ca krom krom pi cho công toàn cho công toàn nhưng lúc nhưng lúc bây giờ ông ca miên ca rồi bảo miên cho bà bênh lên miên khlay khlay cho bà miên miên bà đặt bà nó cục đặt kho nó không rung chạy lục cú để mất miên cho bà bênh lên thì xe cho xuống thật hàng bà miên cho bà bênh lên mà này đặt bà vậy. Chốc chốc lúc bị tàu trao sân phân nhỏ lên nhỉ. Đấy, lúc bà nó mua hết thật ạ.